Xin thân ái mến chào khán thính giả đã đến với chương trình tin tức cuối ngày hôm nay của Hồng Việt TV với Trương Minh và Julie. Và sau đây Julie sẽ mở đầu phần tin Hoa Kỳ. Tổng thống Biden, Phó Tổng thống Harris và cựu Tổng thống Donald Trump đến thăm các địa điểm ngày 11 tháng 9 nhân dịp kỷ niệm cuộc tấn công năm 2001. Tổng thống Biden, Phó Tổng thống Harris và cựu Tổng thống Donald Trump hôm nay thứ tư xuất hiện chung hiếm thấy tại địa điểm ở thành phố New York nhân dịp kỷ niệm cuộc tấn công ngày 11 tháng 9 năm 2001, làm gần 3.000 người thiệt mạng. Bà Harris và ông Trump bắt tay và trò chuyện vài câu bất chấp cuộc tranh luận căng thẳng của họ tối hôm trước, sau đó dự lễ tưởng niệm. Ứng cử viên phó tổng thống của ông Trump, thượng nghị sĩ J.D. Vance cũng tham dự. Không có bài phát biểu chính thức nào tại Ground Zero, nơi phi cơ lao vào tòa tháp đôi của Trung tâm Thương mại Thế giới. Thay vào đó, thân nhân đọc tên người thân của họ thiệt mạng cách đây 23 năm. Buổi lễ hàng năm kỷ niệm cuộc tấn công tự sát của phiến quân Al-Qaeda, những người cho hai phi cơ bay vào Trung tâm Thương mại Thế giới và một phi cơ khác lao vào Ngũ Giác Đài. Phi cơ thứ tư rơi xuống cánh đồng ở Pennsylvania sau khi hành khách ập vào khoang lái. Sau New York, Biden và bà Harris đến Shanksville, Pennsylvania, nơi hành khách trên chuyến bay 93 của United khống chế không tặc và phi cơ rơi xuống cánh đồng, ngăn chặn một mục tiêu khác khỏi bị tấn công. Tại đài tưởng niệm, ông Biden đặt tay trên vòng hoa tỏ lòng tôn trọng 40 người thiệt mạng. Tham dự cùng Biden và bà Harris là ông Calvin Wilson, anh rể của phi công Leroy Homer trên chuyến bay 93. Tổng thống và phó tổng thống nói chuyện với giới chức cứu hỏa địa phương tại sở cứu hỏa Shanksville, đến thăm một đài tưởng niệm khác trên ngọn đồi gần đó. Ông Biden và bà Harris sau đó giữ lễ tưởng niệm tại Ngũ Giác Đài. Thống đốc Ohio là Mike DeWine phản bác câu chuyện di dân giả do ông Trump tiếp tay lan truyền. Thống đốc Ohio là Mike DeWine phản bác nhận xét sai lệch của cựu tổng thống Trump rằng di dân Haiti tại Springfield ăn thịt thú cưng của người dân. Ông DeWine cho biết đây là câu chuyện xuất hiện trên Internet và đôi khi Internet là rất điên rồ. Ông DeWine nhấn mạnh ông tin tưởng giới chức thành phố, những người nói họ không nhận được bất kỳ trình báo khả tính nào về hành vi như thế. Ông cho biết thị trưởng Ralph Roof của Springfield nói rằng không có sự thật nào trong câu chuyện này. Họ hoàn toàn không có bằng chứng, vì thế ông đồng ý với thị trưởng. Ông ấy biết rõ thành phố của mình. Tin đồn vô căn cứ này lan truyền mạnh hơn trong những ngày gần đây thông qua ông Trump và đồng minh của ông. Ông Trump nhắc lại nhận xét đó trong cuộc tranh luận với Phó Tổng thống Harris hôm thứ Ba. Ông nói rằng tại Springfield thì họ ăn thịt chó, họ ăn thịt mèo. Họ ăn thịt thú cưng của những người sống ở đó và đây là những gì đang xảy ra tại đất nước của chúng ta. Đó là điều đáng hổ thẹn. Đầu tuần này, ứng cử viên Phó Tổng thống J.D. Vance cũng chia sẻ nhận xét trên qua mạng xã hội và nói rằng thông tin này cho thú cưng của nhiều người bị bắt cóc và ăn thịt bởi những người lẽ ra không được phép ở Hoa Kỳ. Ông DeWine binh vực hàng ngàn di dân Haiti đang sống tại Springfield nhưng nói rằng có nhiều thách thức khi 15.000 di dân định cư ở thành phố mà có dân số chưa đến 60.000 người trong vài năm qua. Bão Francine đổ bộ vào Louisiana mang mưa lớn và gió mạnh đến New Orleans. Bão Francine đổ bộ vào miền Nam Louisiana hôm thứ Tư, mang mưa lớn và gió mạnh đến New Orleans, trong khi đe dọa Gulf Coast với sóng lớn nguy hiểm khiến nhà chức trách phát lệnh di tản rồi đối với hàng ngàn người. Theo Trung tâm Bão Quốc gia, bão Francine mang theo gió mạnh 75 mile một giờ sau khi tâm bão đi vào đất liền ở miền Nam Louisiana, cách New Orleans khoảng 80 km về phía Tây, Tây Nam. Trung tâm nâng cấp Francine từ bão cấp 1 lên cấp 2 trên thang bão Saffir-Simpson 5 cấp ngay trước khi bão đổ bộ. Ngay cả là bão cấp 1, gió mạnh cũng có thể gây ra thiệt hại và toàn bộ khu vực Gulf Coast ở Louisiana và Mississippi được cảnh báo sóng lớn mà trung tâm bão gọi là nguy hiểm đến tính mạng. Hơn 200.000 gia đình và doanh nghiệp trên khắp Louisiana bị mất điện. Khu phố Pháp ở New Orleans nổi tiếng với những quán bar và nhà hàng phong tỏa với sự hiện diện lớn của cảnh sát. Thống đốc Jeff Landry và Tổng thống Biden công bố tình trạng khẩn cấp trước bão. Theo nhà nghiên cứu tài chính Moody's Ratings, hơn 78.000 cơ sở thương mại trị giá khoảng 143 tỷ đô la nằm trong đường đi trực tiếp của bão. Nhiều quận hạt
trên hoặc gần Gulf Coast trước đó ra lệnh di tản bắt buộc do Bộ Giao thông tiểu bang công bố bản đồ di tản. Thành phố New Orleans phát bao cát tại 5 địa điểm. Bất kỳ trận bão mạnh nào gần Louisiana cũng gợi nhớ ký ức bão Katrina năm 2005. Trận bão đã tàn phá New Orleans và vùng lân cận, làm gần 1.400 người thiệt mạng và gây thiệt hại 125 tỷ đô la. Cảnh sát Washington DC công bố đoạn video vụ bắn chết người. Đoạn video từ camera gắn trên người trong vụ cảnh sát Washington DC bắn chết một thanh niên 26 tuổi vừa được công bố hôm thứ Hai, dẫn đến lời kêu gọi công lý từ cộng đồng. Justin Robinson bị hai cảnh sát bắn chết lúc khoảng 5 giờ 30 phút sáng ngày 1 tháng 9 tại khu South East, sau khi cảnh sát ứng phó thông tin vụ tai nạn. Hai đoạn video từ camera gắn trên người và cuộc họp cộng đồng giải thích vụ nổ súng được cảnh sát thủ đô Washington công bố hôm tối thứ Hai. Hai đoạn video mỗi đoạn khoảng 20 phút mà cho thấy sự việc từ hai camera gắn trên người cảnh sát là khác nhau. Đoạn video cho thấy cảnh sát có vũ khí bao vây xe của Robinson. Chiếc xe dường như lao vào nhà hàng McDonald's. Robinson không phản ứng khi cảnh sát đến và cảnh sát thấy một khẩu súng trên xe anh ta. Cảnh sát cầm súng đến gần chiếc xe, một cảnh sát liên tục yêu cầu Robinson giơ tay lên. Cảnh sát này sau đó ấn súng vào cửa sổ bên phía tài xế, dọa bắn vào mặt Robinson. Robinson có vẻ tiến về phía khẩu súng và cảnh sát nổ súng, bắn nhiều phát đạn vào Robinson. Cảnh sát cho biết họ cầm súng công vụ đến gần Robinson và anh ta giật súng của cảnh sát. Luật sư Brandon Bureau của gia đình xác nhận Robinson tìm cách gạt khẩu súng ra và trả lời cảnh sát bắn 10 phiên đạn. Cảnh sát đã tiếp tục bắn ngay cả sau khi họ đã di chuyển ra xa và đây là một sự tàn bạo của cảnh sát. Việc công bố đoạn video tối thứ Hai gây nên phẫn nộ trên mạng xã hội và tại thủ đô, nơi dân chúng tụ tập biểu tình hôm thứ Ba. Người sử dụng chia sẻ hashtag Justice for Justin trên mạng xã hội X để thu hút sự chú ý đến vụ nổ súng này. Đám cháy Bridge Fire ở California lan rộng 10 lần trở thành đám cháy rừng lớn nhất tiểu bang. Đám cháy Bridge Fire ở California lan rộng 10 lần trong 24 giờ qua đã trở thành đám cháy rừng lớn nhất tiểu bang, phá hủy ít nhất 33 căn nhà trong khi cảnh sát cứu hỏa vất vả ứng phó 3 đám cháy lớn khác. Một người bị bắt giữ vì cố ý phóng hỏa trong đám cháy Live Fire tại rừng quốc gia San Bernardino. Theo Bộ Lâm nghiệp và Phòng chống cháy rừng California Cal Fire, đám cháy Bridge Fire lan rộng từ 4.000 mẫu sáng thứ Ba thành 46.000 mẫu tính đến tối. Đám cháy lan từ quận hạt Los Angeles sang quận hạt San Bernardino. Đây là đám cháy rừng lớn nhất tiểu bang tính đến nay, lan rộng gần 50.300 mẫu và chưa kiểm soát được phần nào. Lãnh đạo cơ quan cứu hỏa quận hạt Los Angeles Anthony Morone hôm thứ Tư cho biết khoảng 20 căn nhà bị phá hủy ở khu vực Mount Bundy, cùng với 13 căn nhà ở Redwood và 6 căn nhà trong rừng. Nguyên nhân đám cháy vẫn đang được điều tra. Đoạn video của cơ quan cứu hỏa quận hạt San Bernardino cho thấy cảnh sát cứu hỏa và cảnh sát của văn phòng cảnh sát trưởng đang tiến hành di tản ở Redwood tối thứ Ba. Bridge Fire là một trong 3 đám cháy rừng lớn ở miền Nam California, cùng với Live Fire và Airport Fire. Giới chức hôm thứ Ba cho biết một người bị bắt giữ vì gây ra đám cháy Live Fire, hiện đang hoành hành tại rừng quốc gia San Bernardino ở phía đông Los Angeles. Đám cháy lan rộng hơn 36.400 mẫu và mới kiểm soát được 18%. Justin Wade Hustenberg, 34 tuổi, ở Norco, đốt lửa tại khu vực đường Baseline Road và Alpine Street ở thành phố Highland hôm thứ Năm tuần trước. Anh ta được đưa vào nhà tù vì tội đốt phá và bị giam giữ với mức tiền bảo lãnh tại ngoại hầu tra là 80.000 đô la. Thị trưởng San Jose không ủng hộ chương trình chuyển hướng nhà tù gây tranh cãi. Một cộng đồng San Jose đối đầu với quận hạt Santa Clara vào hôm thứ Tư vì kế hoạch mua và chuyển những căn nhà nhỏ xíu dành cho người vô gia cư thành chương trình chuyển hướng nhà tù. Các thành viên cộng đồng gặp gỡ ủy viên hội đồng thành phố để bày tỏ lo ngại của họ về đề nghị 8 triệu đô la. Nhiều người cảm thấy bất ngờ khi thành phố công bố ra kế hoạch của họ. Ông Boff, một cư dân gần một trong những dự án nhà nhỏ xíu, cho biết rằng ông nghĩ quận hạt đã quyết định những gì mà họ sẽ thực hiện, nhưng đáng tiếc là họ đưa những
tên tội phạm vào khu dân cư. Vô gia cư là một câu chuyện và nay đưa thêm tội phạm đến đây. Và ông rất bất bình. Ông sống ở đây 40 năm nhưng họ không bao giờ hỏi ý kiến của ông. Dự án này sẽ mua lại nhà nhỏ xíu và thực hiện chương trình chuyển hướng nhà tù dành cho những người gặp các vấn đề như nghiện ngập. Khu nhà nhỏ xíu hiện cung cấp chỗ ở tạm cho 80 người đang cố gắng tìm nhà ở lâu dài. Giữa tháng 8 thì cộng đồng phản đối nên việc mua bán bị trì hoãn dẫn đến cuộc họp hôm qua. Ủy viên Hội đồng thành phố Arjun Batra đã cho rằng cộng đồng không còn muốn làm việc với quận hạt. Ông cho biết cộng đồng đã nói chúng tôi biết rõ ý định của quận hạt khi các vị công bố hôm 15 tháng 8. Chúng tôi không thích, chúng tôi không ủng hộ. Sau cuộc họp hôm thứ Tư, thị trưởng Matt Mahan có nói rằng ông không ủng hộ đề nghị trên. Cộng đồng đặt rất nhiều câu hỏi nhưng không nhận được nhiều câu trả lời. Rõ ràng cộng đồng có nhiều lo ngại và bất bình. Và đó là kết thúc phần tin Hoa Kỳ. Sau vài phút quảng cáo sẽ là phần tin quốc tế.